Xin chào tất cả mọi người, hoan nghênh mọi người đã đến với kênh của mình. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với hành trình của Deacon. Và việc đầu tiên trong tập này là mình sẽ đi tới cái chỗ mà cái bọn Oran đã nói trong radio để coi tụi nó đang có âm mưu gì ở đây. Cái trại này vẫn còn tới khoảng chừng 600 điểm nữa mới lên được cấp 2. Tới đó thì mới nâng cấp thêm được cho chiếc xe của chúng ta được. Yeah, I had Cope give me a few pointers, believe it or not. Oh, shit, don't believe it. Thanks, dude. See you in a minute. Alright, now I just gotta find some meat. Deer. This is radio free. Nữa, 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 tắt ngay, tắt ngay, tắt ngay, tắt ngay, tắt ngay. Hell no, I gotta listen to that bullshit. Thì coi nói là tôi không muốn nghe những thứ nhảm nhí này. Và cái cuộc nói chuyện với lại Boozer lúc nãy chỉ là kể lại cho Boozer là việc cái thằng quỷ kia nữa. Thằng quỷ cấp cấp lên đó, nó chỉ đi săn hu thôi. Wow wow wow, có dấu chấm hỏi gì đấy? Oh man. Có dấu chấm hỏi gì dưới này vậy? Thường là dấu chấm hỏi là cứu người đấy. Của người hay là gì gì đây? Chỗ này mình tới chưa? Khu này tới rồi mà. Game đi. Khu này đi rồi. Làm nhảm nhí thì nó cứ nãy giờ mấy lần như vậy rồi. Hiện dấu chấm hỏi đã lợi chả có gì, phải đi vòng vòng kiếm thôi, không rảnh. Còn 200 mấy mét là tới chỗ tôi kia rồi. Hunting animal 107 mét. Biết trời tối hay trời sáng đây. Sói này. Bọn sói gì rồi, bọn rơm. Bọn sói với bọn rơm đang đánh nhau. À, giết 5 con sói. Mày gì này, 2 con. Bơm máu vô, bơm máu vô, bơm máu vô. Mày tuổi gì? Bọn sói với bọn rơm đang chọn nhau. Có ba con, có ba con. Có người nữa kìa. Ê không không, bọn rơm rơm. Cố gắng siêu nó, đang là ban đêm. Một con. Mày. Mày gì này? Hai con. Có cây gì đây? Rồi, đi qua lấy thịt sói. Xong nhiệm vụ chưa? Chưa, chưa. Cách đây 16 mét. À, nó yêu cầu là Harvest, là có nghĩa là thu thập 5 thịt á, 5 thịt thú. Cái trại của Upland nó đang thiếu thịt. Hàng gì nó tốt bụng ấy. Nó chỉ cho chúng ta đi săn. Biết ngay là cái thằng quỷ cấp lên nó không tốt lành. Còn một cái thịt thú nữa.
Đây, 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 đây. Sao chữ ít này sao vậy? Đây, con sói cuối cùng. Ở... đây đâu phải sói. Lấy tí thịt, lấy tí phế liệu rồi. Bốn scrap. Chưa chế được cái này. What the hell? Bốn cái thì sao kịp? Chắc phải dọc đường phải kiếm thêm một con sói nữa mới đủ. Mày này. Thôi, quay lại xe đi thôi. Chắc xong rồi đó. Đi lại coi tụi Nero đang có âm mưu gì đây. Khoan, xe bóc khó rồi. Sửa xe chứ ta. 60%. Vẫn còn 5 cái phế liệu. Sắp tới chưa? 85m. Cái gì đây đây? Đợi tới trời sáng. Đấy, lại nghe tiếng trực thăng rồi. Bắt được một cuộc gọi radio rồi. Thằng kia nó mới hỏi là Ryan là phải ở đây tới bao lâu đây? Phải ở ngoài đây bao lâu? Kia rồi. À, là kia, là kia nói chuyện với Oran luôn. Ê, đừng bắn tao nhé. Như vậy là phải nghe lén nữa rồi chứ không được ấy. Nghe lén đi theo nghe lén thôi. Bốn thằng nó không cho hạ mấy thằng này luôn. Đi theo kìa, follow Aaron kìa. Đi theo Aaron mà không được để mấy thằng này phát hiện. Chắc núp ở đây quá. Có thằng đứng trên này, nếu mà đi lên nó thấy đó. Núp đây đi. Đúng rồi, chui vô đây. Đừng thấy tao nhé. Con thằng đứng đây nữa chứ. Nó đi rồi. Nãy
Nãy giờ lo đi không, không có là đọc được gì hết. Cho lại đây. Giờ phải là đừng để cho tụi nó phát hiện. Nó đi rồi, nhanh. Rồi, gặp được riêng quỷ rồi. Đấy, khỏi nói chuyện. Đứng im. Tao chỉ muốn nói chuyện. That sounded to me like making contact. Yes, it did. You're alive. Yes. And How were you alive? What? I don't understand. Okay, you were there that night. Farewell. The next one, with Nero Protocol 2-7 states, everyone was dead. They were slaughtered, torn, limb from them. All right, listen up. We're going to do this the easy way or the hard way. The easy way. Chat. You give me the information that I need, and then you go back to digging your way through freaker shit, whatever the hell else you're doing out here, the hard way. I crack open that little spacesuit, and then we see what your friends out there have to say about you breathing in all this contaminated air. So what's it gonna be, O'Brien? Yes. Okay. You remember the rooftop of the old brewery? I put a woman on your chopper. She was. Yes. I remember. I met you. She was cut pretty bad. I went to the refugee camp that you said you were taking her to. Everyone was dead, so I'm going to ask you again. How did you survive? We weren't there. We were diverted south to another camp. Like you said, Camp Bellin was overrun, so they moved us south to a camp outside of Silver Lake. Where are the survivors? You mean now? I don't know, but I was transferred to the research unit. Did she survive? Wait, I can find out. I can check. You have one of our radios. I can't promise anything, but I'll check. Oh, I'm not gonna go with you. No, you can't. Please, you don't. Hey, you don't understand? I'll fucking shoot you. Not before I shoot you. Okay, look, if you're gonna fucking kill me, do it, okay? I did my job. Did that woman your wife? I put her on oxygen, I gave her an IV. I kept her alive. I got a lot of trouble for that. She was sick, she wasn't gonna make it, but I got out of the mass unit. I saved her goddamn life. O'Brien, report. I have to go. Please, you have to get out of here. You don't know these men. You don't know what people love. If I don't hear from you, I don't care how long it takes. I'm going to track you down. And I'm going to do a lot worse than snap off an antenna. I'm sorry about your wife. But you're not the only one who lost someone that night. Để kiếm chỗ nấp đã xong rồi mình sẽ nói gì cái vụ kia. Mấy con hu kìa.
He said his city wife. She'd still be. No. But O'Brien is alive. And if he is, then maybe. Bây giờ tới giờ săn thú rồi. Xong. Deke, you there? Who's man? A few days ago, I asked you if you remembered that Nero asshole. Yeah, Deke, it's all kind of a blur. Yeah, okay. It's a shame, who's man? I'll tell you about it later. What are we doing out here, Deke? Silver. Look. As soon as your arm heals, we're gonna be riding the hell out of here. Yeah, Deke. Okay. Fresh mint. That ought to do it. Okay, just gotta get this back to Boozer. O'Brien. Are you out there, O'Brien? Son of a bitch. You hear me, O'Brien? You're on this channel? Nói nhiều thế. Bây giờ mình sẽ tóm tắt lại cái đoạn cắt cảnh lúc nãy nha. Đó là Beacon đã gặp cái thằng đó và hỏi tại sao mày còn sống, trong khi khi mà Deacon tới cái trại mà cái thằng này nói á, cái trực thăng sẽ tới chỗ đó thì phát hiện là cái trại đó đã bị công phá rồi và mấy chiếc trực thăng đã bị đốt hết. Cho nên vì lý do đó mà Deacon nghĩ là vợ mình đã chết, vì đã thấy rõ ràng là lên cái trực thăng và tới cái chỗ đó. Cho nên Deacon mới thắc mắc tại sao thằng quỷ này vẫn còn sống. Thì cái thằng Odin nó nói là đúng, cái chỗ đó là tôi nói như vậy, nhưng mà thực chất chúng tôi đi tới chỗ khác, một cái trại khác ở phía nam. Và Deacon kiểu nó nóng lên á, chửi rủa trách móc nó, tại sao mày còn sống, còn vợ tao đâu. Thì cái thằng đó nó cũng điên lên. Nó nói là nó đã dùng mọi cách, dùng mọi thứ mà nó có thể và nó mạo hiểm để nó cứu vợ của Deacon. Chính tôi đã liều cả mạng mình để cứu vợ anh ấy. Nhưng mà Deacon hỏi là bây giờ cô ấy còn sống không, thì thằng kia nó nói là nó không chắc, nó phải kiểm tra lại đã. Sau đó thì Deacon nói là nếu mà tao không nghe thông tin gì mày thì tao sẽ cho mày nịp biết tay. Lúc đầu còn dọ là sẽ bắn bể cái lớp mặt nạ nữa kìa, lớp mặt nạ phòng độc, tại vì có vẻ như cái tụi Nero nó sợ hết cái không khí ở ngoài này và bị nhiễm bệnh biến thành zombie luôn. Cho nên lúc nào mọi người cũng thấy ông nó bận nguyên một bộ giáp, giống như bộ giáp vừa phòng chống virus, giống như mấy tụi đặc nhiệm vậy đấy. Hay mấy người nhân viên trong phòng thí nghiệm mà chuyên nghiên cứu về dịch bệnh đấy. Chính xác là cái bộ giáp đó luôn. Bộ xui đấy. Còn bây giờ thì chúng ta phải tiếp tục với nhiệm vụ săn thú cho Bowser thôi. Lúc nãy Bowser cũng có điện nói cho... Deacon cũng có điện nói cho Bowser biết là... Anh còn nhớ là mấy ngày trước tôi nói với anh về cái thằng khốn nạn của Nero. Thằng Odin còn sống không? Bây giờ tôi đã được gặp nó và tôi đã biết khá nhiều thông tin rồi. Ở đây có cái trại gì đấy? Đồ. Ngoài trời mưa nữa chứ. Trại này không biết có người sống không? What? Trại cướp rồi. Vô tình gặp trại cướp ngay đây luôn. Cái này nó cho đánh dấu kẻ thù, chứng tỏ tụi nó là cướp. À quên, gắn cái giảm thanh vô. Ra skill con này luôn. Một đứa. Nhưng lúc trời mưa. What was that?
Ai cho mày thấy tao? Xong, hai đứa. Quăng mìn kìa. Quăng mìn. Đó đâu lên? Quăng mìn. Ngu. Còn bao nhiêu đứa trong đây nữa đây? Lúc sát kiếm. Không còn bao nhiêu đứa nữa. Đêm tối quá, không thấy gì hết. Nó thui luôn. Vẫn còn kẻ địch ở ngoài đấy. Có đạn. Nữa, thôi. Yeah, it was him. Did you remember us, Sarah? What happened? I don't know. They got the birds south. He remembered, but he doesn't know what happened to her. Trên lầu vẫn còn. Một thằng. Một thằng. Còn thằng nữa thôi. Ây ạ. Mày. Ây ạ. Ui, đợi súng. Chứ chết cái gì. Xong. Rồi. Có cái rìu này thấp hơn. Cái rìu này đang thấp hơn cây mình đang cầm, nhưng mà cái độ bền nó cao hơn rất nhiều. Rồi. Nếu mà mã tấu thì lấy con này thôi. Buồn rồi. Cái trại này sau khi lấy xong nó không cho gì vậy? Cái trại này không, thậm chí không có trên bản đồ luôn. Trời cùi. Vậy là nó không có hầm ngầm nào hết nữa. Chạy giữa rừng chả có gì hết. Thôi đi xuống thôi. Nếu mà có hầm ngầm thì nó cũng thế nào nó cũng kêu chúng ta tìm cái băng cơ. Rìu chữa cháy. Cây này 100%. Hai cây như nhau hết. Thôi về xe. Chế được cái boost stamina nữa nè. Có được 3 cái rồi. Giờ phải đi kiếm mấy cái cây gì để chế cung. Không đủ. Ơ à, được. Fatchable tốn 0.34 galon. Mình dư sức 53 phút được. Đi luôn. Chạy xe vô luôn chứ. Cửa tự động hay.
Vô đây đổ xăng coi nào. Ông đậu ngoài là hồi mày tù dơm nó phá xe đi. Còn 14% ngoài đấy. Nhanh nào. Sẵn thêm, kiếm thêm tí phế liệu trong đây rồi có không? Ơi cái cây berry này lại chế thêm được cái này. Đấy. 4 cái boost stamina rồi. Bây giờ kiếm phế liệu để chuẩn bị sẵn sàng khi nào cần thì sửa cái rìu. Trong kia có xe của Bowser. Phế liệu đây. Smoke wraps. Ồ, trong đây có đống đồ. Phải. Xong. Rồi, lên gặp Bowser thôi. Mang thịt về chậm. Thật ra có cái kêu nâng cấp thì sau này chúng ta chế được súng nữa nha. Nhưng mà mình chưa nâng. Chế được thuốc súng chứ. Dùng thuốc súng chế hành đạn nhưng mà mình chưa nâng. Mình đang tập trung vào cái nhánh cận chiến. Tại vì trong giai đoạn đầu này cận chiến tốt hơn là dùng súng. Lấy phun đạn luôn. Đấy nè. 16 cái đạn súng trường, 3 cái đạn kia, 3 cái đạn của cái nỏ. Hey, booze man, I brought in some meat. Should keep us stocked up for a while. Hey, Deke, thanks, man. I'm not really hungry right now. I'll salt it up in a bit. Đem về cho ông, không nói là bây giờ tôi đang chưa có đói. Thì nhờ, chắc nhờ mình đi ướp muối giùm ấy. Check on Lisa, kiểm tra Lisa. Sáng đầy rồi, việc gì phải chạy trong đêm xa thế. Đi phát trở vào qua đây. 1,05 gallon xăng. Ban đêm mà không chạy xe, không chạy xe ngoài nguy hiểm lắm. Watch your body. Vẫn còn ban đêm à. Vẫn chưa sáng ạ. Xăng còn 31%. Ôi, sắp tới rồi, không sợ. 300 mấy mét thôi, chắc đủ. Tới đó tốn ít tiền bơm xăng rồi. Đừng có gặp đèn zoom ở đây nhé. Nhanh 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 nhanh. Rồi tới rồi. Sắp mưa nữa chứ. Khu này toàn là mưa không. Cắn anh khó lắm cưng ạ. Rồi. Mở cổng nhánh. Rồi nó đang bắn bằng dơm ngoài đấy. Rồi xuống kiểm tra coi Lisa sống như thế nào. Tới sáng. Ngon. Tới sáng rồi. Mọi thứ đã dễ dàng rồi. Đang làm vườn. Why would you want to leave? It's safe here. I have to work. Họ không để tôi đi. Cái nhiệm vụ này là nhiệm vụ gì?
Gì vậy? Con bé này hình như nó không muốn ở đây, cho nên nó nói là họ không để tôi đi. Tôi phải làm việc nữa. Cũng chưa lên level 2 của trại này. Chắc phải giúp con bé này thôi, con bé này có vẻ nó không muốn ở đây rồi. Đây nè, Lisa nhắc nhở tôi về làm tôi nhớ chứ. Lisa làm tôi nhớ về cô em gái của Sarah. À, bắt người ta làm việc thì ra cái bà kia không phải là bà muốn bắt mấy người này đào không, bà bắt đào sâu xuống để trồng cây. Bà này cũng có lý đấy chứ, trong thời đại tận thế này khi mà mọi thứ tài nguyên, mọi thứ lương thực nó dần hết thì mọi người phải làm việc thôi. À, nói chuyện này. Trở về trại Hot Green Camp mà nói chuyện với Stalker. Sẵn ở đây thì nói chuyện làm luôn chứ. Và Stalker đâu? Đây rồi. Bà nói lúc nãy bà nói là có công việc cho mình. Job available đúng rồi, có việc. Deke, I need you to go after someone. Go after someone. Okay, what's going on? Right after you brought in that girl, Lisa, Larson brings in another one. Name was Rosalyn, a weak little thing. But we figured she could pull her own weight, help us get this irrigation ditch done. Okay, so what do you mean? She's gone. She went on a supply run with Alki, some others up to that abandoned Nero refugee camp. You know the one, I think you've been up there before. Yeah, I know the one. Find her, Deke. There's been a bunch of drifters and squatters spotted up that way. If they find her first. Okay, I'm gonna see what I can do. Get to work. Cái bà này á, thì bà nhờ chúng ta làm một việc, đó là đi kiếm một cô nữa. Khi mà lần trước chúng ta đem bé về đây thì cũng có một người đem thêm một người về nữa. Và cái cô đó, cái cô mà chúng ta cần tìm đã đi ra ngoài với thằng AK để kiếm được tiếp tế, sau đó mất tích. Và cái bà này bà nói là mất tích gần một cái khu, một cái cơ sở cứu hộ của tụi Nero mà mình đã đi qua rồi, cho nên mới nhờ mình kiếm. Được rồi, đi thôi. Mà khoan, có thằng nào rửa xe gì đây không? Để bơm thêm xăng chứ không đủ xăng. Đây. Hey. Just taking a look. Đây, chỗ này bây giờ nó chưa có mở, chúng ta phải lên level 2 được. Chỉ bơm xăng thôi. Tiền ở trại này nhiều lắm, 9.300 mấy lần. Wrote this one hard. Okay then. Xe mình đây. Come on. Can I help you? Just have a look. Quýt xèo cái đã. Thôi, đi thôi. Mở cửa ra. Khoan, để mình kiểm tra lại coi cái trại này còn bao nhiêu nữa lên cấp 2 đi. 11974 là còn 36, 536 điểm nữa lên cấp 2. Bây giờ mà nếu mà cứu được một người nữa gỡ về là xong nữa. Boozer, ông nói ông mới chế cho mình một vài món đồ. Tôi mới đó tôi lấy mà chế rất nhanh vậy. Nghe tiếng sói. Lại đây đi, tao đang cắn thịt sói đây. Ngon thì lên đây bắt tao. Có dấu chấm hỏi kìa. Gì dấu chấm hỏi vậy? Hey, I'm at that location where the girl was last seen. Looks like they got hit by a swarm. Người dấu chấm hỏi lên chả có cái gì. It's
Oh man, đông lắm. Tới cái chỗ đó rồi. Đây, 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 đây. Mọi người đều phải làm việc. Giờ là kiểm tra cái bug của cái trạm này. Chỗ này lần trước có mấy cái tổ mình diệt hết mà. Bây giờ thì sẽ dùng một cái bơm dụ tụi nó lại. Có ba cái adjector hay. Dụ tụi nó dùng rồi bơm lửa. Xử hết. Đúng rồi, bu đông lại các con. Bu đông lại, bu đông lại. Đúng, 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 đúng. Ôi ôi. Con kia chạy vô luôn đi. 94% mà sắp lên level rồi. Không chịu chết chung với bạn mày này. Nó chém một phát tốn 10%. Đúng hao đi chứ. Mày gì? Mày gì? Chỗ này nhớ hình như mình đã chết đây một lần rồi. Có manh mối gì đây không? Gì đây? Rồi xong rồi. Dấu vết. À, hầm bãi đây. Cái gì vậy? Cái xác nữ. À, nó leo lên đây. Holy shit, có kìa. Chỗ này không còn gì hết, dấu chân nó chỉ dẫn đến đây thôi. Có cái hầm ngầm ở đây à? Chà hết một vòng ở đây rồi, trước đó xong rồi mới leo lên trên kia được. Có một ngôi mộ. Ba ngôi mộ luôn mà không kiểm tra gì được hết. Rồi phải leo lên trên kia rồi. Lisa, Lisa. Ê không phải, con rô gì. Ê nghe tiếng người. Người hay dơm vậy? Nhìn lên. Nghe tiếng phụ nữ rồi. Rose? Rose không? Tôi không làm hại cô đâu. Tôi không phải là lũ khốn kia. Trời. Xấu. I wouldn't follow her orders, so they wouldn't feed me. Woman, well, it's a work camp. I mean, everyone's got to work. I'm not a slave. I'm not going back, do you hear me? I'd rather die out here. Okay. God damn it. Go on. Vẫn chưa lên được level 2. Gear up for the ride. Mục tiêu là tôi và Bowser không thể lái tới phía bắc trước khi tôi sửa xong cái xe tôi được. Và kiếm một vài cái phụ kiện tốt cho cái xe nữa. Mở khóa được mấy cái skin. Một điểm kill. Và vừa rồi thì cái cô này sau khi mình giải thoát á, cô mới nói là anh đi chung với những người ở trong cái trại đó không? Đúng không? Cái cô này hình như không nghe lệnh cho nên bị đánh. Và có thể là cái thằng quỷ Akai đó nó đã nhốt cái cô này trên đây. Cho nên cái cô này không muốn trở về nữa và chỉ cần nói là thôi, không muốn trở về cứ đi đi. Mọi thứ trên này mình đều mát hết. Sửa rìu.
chế thêm cái bình này. Đấy. Xem ra cái trại Hot Green cũng không phải là tốt lành gì. Tuy là bà kia bà cũng tốt, bà bắt phải làm việc mới có đồ ăn, nhưng mà cái con nó không phải là nô lệ, tại vì khi mà nó không nghe lời thì nó bị quýnh á, cho nên nó không muốn ở trại đó, nó thà chết ở ngoài đây. Giờ về nói chuyện sau với lại cái bà Tucker đây, nó chắc là nó không tìm được, hoặc là nó chết. Đúng là cuộc sống trong thời đại tận thế này không dễ dàng. Không làm việc thì không trồng trọt thì sao có đồ ăn được. Nhưng mà có thể là mấy thằng quỷ kia nó cũng ác quá, nó quýnh người ta dữ quá. Mọi người thấy không? Không chịu làm mà nó quýnh như chó luôn ấy. Nếu mà làm thì phải thay phiên nhau làm, mấy cái thằng cầm súng cũng phải làm. Đảm bảo là công bình cho tất cả mọi người. Sẵn lên đây làm nhiệm vụ luôn. Cái cho của cái tổ trời ơi, mình thiếu cái cây kia, nhưng thôi là chế được mũi tên này rồi. Cái cây đó nó khó kiếm lắm, phế liệu. Cây đó dùng để chế mấy cái tên cho nỏ đó. Tất cả đều full. Bắn vô cái bình này nó cũng nổ nhé. Cho nên nó để hình màu đỏ nữa theo. Cái gì đây? Một cái rìu chữa cháy. Biết gì này không sửa, tốn phế liệu quá. Lên trên kia, quay ngược lại. Ở đây thì chúng ta có thể kiểm tra lại lượng xăng đấy. Đi con, phải rời chiếc xe mới kiểm tra được lượng xăng. Anh giấu đèn chi? Trời chiều rồi vậy. Lẹ. Đây rồi, tới rồi. Chín mươi tám mét. Ồ, có tiếng súng. Marauders taking out a freeze. Yeah, go to it, fellas. À, bọn giết người. Motor là bọn giết người. Lần trước mở được cái này rồi cho nên là mình nhanh. Có dao chanh. Bọn kia chết hết chưa? Ba con. Con thôi đi lên như kia thôi, mai là lần trước mình mở đường chỗ này rồi. Như vậy là ngôi mộ thì có thể đập được rồi, Sarah có khả năng vẫn còn sống. Hey, me again. Boozer says that I shouldn't come up here anymore. He keeps asking me what good's it do, and maybe he's right, I don't know. He got hurt pretty bad the other day. We ran into some rippers who burned the hell out of his arm, and it looks pretty bad. I broke into one of those, what the hell do you call them? The
mobile medical units. I mean, I got them sterile bandages. And I hope it's enough, you know? But Boozer, you know, he says he's fine, but I don't think so. Shit looks pretty bad to me. See, the thing is, it was on me. I risked his life for a bike part. Goddamn bike part. Not that it mattered, son of a bitch Copeland parted it out anyway. Took me a year to put that bike together. You would have liked it. It's not as nice as the one that I taught you to ride on, but it got me around. You remember that tank that you had painted for me? Well, that was the only thing left of that old hog, and now it's gone, too. As soon as we get it back together, my bike, I mean, and get Boozer passed up, we're gonna ride north. Fresh start. Yeah, a lot of memories around here. Too many. Anyway, I guess I'm just saying that, I might not see you again, you know? Vừa rồi là một cuộc tự thoại, tự nói chuyện một mình của Deacon trước mộ của Sarah, người vợ yêu của Deacon. Deacon nói là cái ông Moser đó, ông nói là đừng nên tới nơi này nữa, tại vì nơi này chỉ gợi lên những ký ức buồn của Deacon thôi. Và Deacon nói là ông đó nói đúng. Sau đó Deacon kể cho Sarah nghe về việc là Deacon đã mạo hiểm mạng sống của Moser khi nhờ cái ông Moser đó thu hút cái tụi Wrecker để đi Deacon vô trong kia lấy bộ phận xe để sửa. Chính cái chuyện đó đã khiến cho Moser bị mấy cái tụi Ripper đó, nó nướng cái cánh tay. Và sau đó Deacon phải đi tới cái trạm mobile, cái trạm gì của tụi Nero á, để lấy một cái băng gạc vô trùng, hy vọng là nó đủ. Bây giờ thì chỉ cần đợi cánh tay của ông Moser lành là hai người sẽ lái xe đến phía bắc để cho có một cái khởi đầu mới tốt đẹp hơn. Nhưng mà trước đó phải giúp cái tụi Copeland, là cái tụi khốn nạn này đã chôm xe và nó rã xe ra hết rồi, nên phải giúp nó để cho nó nâng cấp cái chiếc xe cùi mà nó đền cho Deacon đấy, nâng cấp lên thì mới có đủ độ bền để chạy lên phía bắc được. Trời, bây giờ hết nhiệm vụ để làm luôn rồi, vì storyline rồi. Return to the Hot Green Camp, mày nói chuyện với Stalker. Bây giờ phải quay trở lại trại kia. À, phải quay trở lại xe của chúng ta mới lại fast travel được. Quay trở về xe. Hồi nãy mình thấy có bình xăng thì phải. Để coi xe mình còn bao nhiêu xăng. 1.09 trên 1.50 gallon. Cũng còn nhiều. Không biết có cái cây gì không. Đang cần cái cây Seda. Có cái cây đó thì mới chế mấy cái mũi tên cho cái nỏ của mình được. Ai, mình sang đây. Vô và phát kêu bồ về luôn cho nhanh, ban đêm chạy xe một đường nguy hiểm. Không đổ đi. Yeah. Good. Đấy, mọi người nhìn nè, ban đêm rồi. Chạy vòng vòng mất công gặp nguyên một cái đàn hôn nhập mạng cho tụi nó. Phát kêu bồ về đây, mất 0.3 ca lông, 46 phút. Đi. Bây giờ để vô coi nói chuyện như thế nào với bà Tucker đi. I know him. Không, hấp rinh xuống nước nóng.
How's it going? Mấy người này không cần ngủ à? Hey, just taking a look. Yeah? Ừ. Sao nó bảo quay về đây nói chuyện với bà Tucker mà? I'm talk to Tucker này, 22%. He up for the ride. Chắc là chưa có nhiệm vụ rồi. Không cho nói chuyện thì nó quay về cái trạm này vậy. Mình ra xe 098 ga lông chắc đủ. Để coi trước đó đi đổ xăng tí đi. Tiền ở trại này nhiều lắm, không cần phải sợ. Hey, what's going on? Bike's a real guzzler. Xe chạy hot green. See you later. Ừ, xe đây, xe đây, xe đây. Có thằng nó dẫn xe vô giùm mình luôn, thấy. Để cho nhiệm vụ hết chỗ rồi. Hết nhiệm vụ à. Lại có súng được rồi. Nó bắn mấy con dơm à. Thì đây không biết có lượm được bao nhiêu cái cây đây. Mấy cái thịt kia đưa cho hết trong Bowser rồi. Tăng được có 2 tin tưởng. Hy vọng là mình mấy cái tai của con kia đi kìa. How's it going? 18. How's it going? Cool. Looks like you've been busy. 12,000 mấy thôi. That's it for now. Còn 400 sao mấy nữa thôi. See you, man. I didn't think I'd see you around. Đây sơn màu khác cho chiếc xe nhìn đỡ chán à. Let me get the gate. Need some fuel? Yo, you need fuel? Look me up if you need anything else. Có cái giường này. Nhưng trước giờ chưa ngủ ở chỗ này lần nào. No, no, I'll keep an eye out for more shit. See you around, man. Hey, what do you say, Manny? Now? Huh? See you, Manny. Hold on a second. I'll get it. Phải đi lên lầu à. Deacon. Đây. Backup plan không có nhiệm vụ luôn. Chỗ này chỗ ngủ của tao đâu. Sắp tới rồi, sắp tới rồi. Héo. Hai cái biểu tượng hình chữ Z kìa mà. I got you now. Đi xuống. Chắc cái giường cho mấy người này. What do you need? What's up? Keep an eye on that gas. Let me get the gate. One không được, vì là phải chạy lên cao nữa mới được. Manny, I'm still not happy with you. Ngủ một đêm thôi mà làm gì cắn gì. Bắt phải chạy múc lên trên kia rồi. Ờ, nghe tiếng ngái vậy đó. À, có người ngủ ở đây thì ra tụi nó cũng chia phe, chia ca tụi nó ngủ. Giường của tao ở đâu? Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Oh, I'm just gonna close my eyes for a bit. I'm ready to go back at it. Có nhiệm vụ chưa? Trời ơi, chưa có nhiệm vụ nữa. Cái khu này không biết mình đi hết chưa. Hồi nãy như tới đây để ông Bowser đúng không? Phát cho bò ở đây không? Ông Bowser ổng có nói là ổng chế đồ cho mình. Dọn lên con chế cái gì? Tucker. Tucker. Deacon St. John to... Deacon St. John to Ada Tucker. Deke.
did you find her? Yeah, Tuck, I found her, and she's on her way back. Wait, you let her go? Alone? Well, she took one of the squatter's bikes. She said that she was going to be able to find her way. Look, she didn't want my help. Oh, God damn it, Deke. You should have brought her in. Well, why, Tuck? Why? Is there something wrong? I mean, is there some reason she wouldn't want to come back? No, of course not. It's just a kid like Rose. She doesn't have a goddamn clue about what's out there. Well, I don't know, Tuck. Maybe she does. St. John out. Hồi nãy chạy về thì không chịu nói chuyện. Còn bây giờ nó tới đây, tới cái trạm này thì Deacon mới gọi radio báo cho bà kia là đã cứu được con đó. Nhưng mà kiểu mà nói dối đấy, thả nó đi. Mà nói dối là tôi đã để cô ấy về rồi. Bà kia nói cậu để cô ấy về một mình nè. Thì Deacon nói là có một chiếc xe và cô ấy không muốn tôi giúp. Có lý do, bộ có lý do gì để cô ấy không muốn về hay sao? Bà kia nói dĩ nhiên mà không rồi. Không có cho mình những kinh nghiệm luôn. Xe này phải lên level 2 mới nâng cấp nhiều thứ được. Đây, ở đây có mấy cái cây này nè. Để cho nó. Mũi tên này, mũi tên hay này. Không đủ. Bây giờ chạy vòng vòng kiếm nhiệm vụ phụ thôi. Hết nhiệm vụ để làm. Khoan còn tay nữa kìa. Đấy mọi người nhớ nha, khi cần kiếm nguyên liệu để chế cái tên cho cái nỏ thì cứ về chỗ của ông Bồi Giờ là có. Cây đó nó mất chế thêm nữa phải kiếm rồi. Chạy vòng vòng ở đây có gì không? Chỗ này chưa mở map này. Giờ hết nhiệm vụ làm rồi, làm sạch nhiệm vụ luôn rồi. Ở đây có cái dấu ít, là có cái xác gì đấy. Xác sói. À, con sói này dính cái bẫy đây. Thêm được một tí nữa điểm cống hiến cho cái trại cấp lên rồi. Còn 400 mấy nữa là đủ. Hy vọng là xuất hiện mấy dấu chấm hỏi trên mặt đồ thôi. Đây, chấm hỏi kìa, đây nhanh. Có dấu chấm hỏi đây. Khoan. Đây mà có bọn gì trên đây à? Đây là trại của bọn tao. Có tiếng súng. Súng ở trên đây thì phải. Ủa, cái trại này mình đi qua rồi. Trại này đi qua rồi mà. Hay là có bọn khác nó lại nó cướp cái trại nữa. À, có dấu đỏ ngoài đây, dấu đỏ ngoài đây.
cái dấu đỏ nó hiện ngoài đây mà ta. Đây 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 đây. Ây da. Cướp này. Cướp này. Cướp này. Dám phục kích tàu à. Bên đây lại có dấu chấm hỏi nữa kìa. Chấm hỏi đây là đâu? Ơi đạn đạn. Hai trăm năm mươi bảy mét. Đây là mình có ai? Có hai thằng cướp thôi. Đúng là khổ thì chứ gì biết rồi không có nhiệm vụ làm đấy. Go after him, really talk, slow down. It's Roach. It's Roach. You know him. He used to ride with Leon and Alvarez. But I trusted him. Oh, God damn it, Tuck. You shouldn't have. No. He's taking the rest of our drugs and headed north. My boys lost him somewhere around Marion Forks. All right. I'll see if I can track it down. Hey, có nhiệm vụ rồi. Hey. Ban ngày thì chịu khó đi bằng xe đi, để coi nó có nhiệm vụ ngẫu nhiên cứu người nào không. Khu này hẹp quá, không bao cua được. Rồi. Đi theo đường nó chỉ thôi. Mà đi đường nó chỉ hơi xa. Vagrants, they see me, I'm dead. Oh man. Dám bắn tao, Ripper. Kill him. We got this. Một em. Ngu này. Hai em. Hai em. Okay. At last. Vẫn còn đỏ, chứng tỏ là vẫn còn đứa. Jesus. Nấp lùm nấp bụi thôi. Không biết đi gì con cướp này có được tin tưởng tăng không. Mấy kia trốn rồi. Mình nhớ đi bọc ra sau lưng mình rồi phải. Ta mặc đi, tao không trốn mà mấy mày trốn rồi. Muốn giết anh thì mấy cưng chưa đủ trình đâu.
đá không mà đi ngang qua không được. Phải đi đường nó chỉ thôi. Đây. On the road, damn it. Thôi xong rồi. Bị dính cái đòn của thằng bắn tỉa rồi. Ôi ôi. Damn it, not now. Mày mình máu trâu đấy. Bắn tỉa đâu thế? Con cờ hót, con cờ hót. Tỉa đúng không? Tao thấy mày rồi nhé. Bắn đi. Đậu xanh. What the hell? Shoot me, you fucking bastard. Come on, man. Vẫn còn một thằng. Tụt. Mém gục rồi. Bắn hư cái xe của mình luôn ạ. Xác thằng chó bắn tỉa rồi. Xác nó đâu? Có cái nấm thôi. Thằng bắn tỉa nó rớt đây rồi, xác đâu trời? Ngay cái dấu chấm này luôn này. Rồi game lỗi rồi. Đậu xanh đó. Rồi. Vẫn còn 10 cái kia. Cũng may còn đủ nguyên liệu để sửa đấy. 100% luôn, bắn vô động cơ mình hư luôn kìa. Can't fix this. That'll hold. Tốn tới 7 cái phế liệu ạ. Vừa đang kiếm mà còn phế liệu không? Đây. Kiếm tí phế liệu để trong người cho chắc ăn. Cái gì còn sửa cái rìu, rìu này xài hao lắm. Năm cái phế liệu. Đây. Một cái đồ giảm thanh thôi. Lại mưa nữa, suốt ngày mưa cái khu này. Đây, 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 xuống đây lại phê lửa. Rồi, full rồi, đi. Cho đem một lần 10 cái phế liệu thôi chứ không cho đem nhiều được. Cách đây 500m được. Ê.
hải lượng ghê thế. Rồi ra đây bắn cho nó đã đi. Ở đây có chạm xăng luôn. Cái chỗ này chính là cái chỗ mà mình từng lại đây để cứu cái con Lisa này. Guess I'll come back later, burn out these nests. Gì đấy? Okay, let's take a look around. Tìm dấu vết xung quanh đây à? Đây. Cái hộp gì đây? Alright, where? There you are. Tucker! I spotted him and it looks like he was, like he was waiting for someone. Don't let him get away. Mày chạy thay hơn đó. What the shit? Tucker alive? More shit has come up. Bà này phải bắt sống lần này. I need him to tell us where he stashed it. Okay, shit. Alright, I'll see what I can do. But come on, Rhodes, where do you think you're going, huh? Still back here, you son of a bitch! What? Alright, let's do this the hard way. Rhodes, slow down, I just wanna talk. Biết rồi. Yeah? What Tucker sent you? To talk? Yeah, goddammit, if I wanted to kill you, you'd be dead! I know what you done to Leon and Alvarez. But I'm gonna wait till you Quay. Chạy đâu hả con? No, I wish I could kill him, but I can't. Chạy đi đâu hả con? Chạy đâu? Thằng nào bắn mình cái vậy? Nó sắp chết rồi, cố lên. Roger, you waiting for something? Where you going? Hell with you, St. John. Holy shit. Không bơm máu ở đây được ạ. À, bơm được rồi. Bắn tao nữa, thằng kia. Holy shit. No. Stop the damn fight! Cái thằng này. Cùng một bọn với thằng kia đúng không? Không được, bắn được, bắn từ đây, bắn từ kia. Đây rồi. Xong. Hey Roach, how's it going, buddy? See? Told you I wasn't gonna kill you. I didn't do nothing. Tôi không làm gì cả. That's not what Tucker says. I guess when Leon and Alvarez took off with the camp's drugs, they forgot to cut you in. Is that about it? No. Clue me in on what you're thinking, man. I want to understand. You took what was left while the old woman wasn't looking? I got nothing on me, okay? Search me. No, I'm not. It's not my job. I'm gonna leave that up to Alki. Lên level 2 của chạy Hot Green rồi. Hey Tuck, I got him. Mark down these coordinates and have Alki send him. Heard what you did to Leon, okay, Deke? Please, man, come on, please. He's alive. Did he have my drugs? Deke, no. Please, we rode together, remember? Yeah. You and me, we were friends! If you want to stay that way, Alki, you better hurry up and get off his ass. St. John out. Please! I don't want to die! Don't leave me out here! Come on, untie me! Oh, damn you! God damn you! Thunder Egg. What the hell for? The kid I brought in, just trying to
find a way to cheer her up. She mentioned having one. Shit, I don't know. Check the gift shop at Belknap Crater. I don't know, maybe Miriam Forks. Yeah, okay. Thanks. Nhất kia nó mới vừa hiện cái chỗ chấm hỏi lên. Khoan, hình như người ta kiếm trong cái túi xe của nó đó. Deacon St. John, this is Ada Tucker. Đội hoài để tập trung hoài. Còn có 25% sao. Kiếm cái gì trong khu này? Cái thằng này nó kêu lục soát nó đi. Nó cho lục soát đâu. This is it. Đây rồi. Một con khu và một vũng máu. Okay, let's see. What's going on here? Gì sẽ ra đây này. Still got this. Con cái mảnh mối bên này. Đây là dấu chân. Dấu chân tới đây à. Con cá đây rồi sao nữa. Đây. Đây dấu chân đây. Nó quẹo đi đâu vậy? Cái nhiệm vụ theo dấu này hơi bị mệt đấy. Gặp trời mưa thì gió nó cực à. Đây rồi. Gotta take a closer look. Sắp tới thì tay cầm nó rung sắp tới. Không phải cái khu này. Đây. Đâu vết đây. Which way? You're mine now. Đây là dấu chân. Ở đây là phải đi tìm nữa. Okay, let's take a look around. Đây rồi. What do we got? Back on track. Xong chưa? Kiếm qua vậy? Ồ, nguyên cái tổ của tụi Redger ở đây. Marauders. Oh, yeah, it's not like you shoot at something that doesn't shoot back. How's it going? Có thằng giết người đây. Bunch of mean sons of bitches, aren't you? How many ambushes you set this week, huh? Có cái nhiệm vụ kia đó. Chắc là phải tới đây rồi. Có một trại của tụi thợ săn chuyên phục kích người ta. Tới đây. Quay về xe thôi. Quay về xe chạy tới đây. Cách xa xe quá nguy hiểm lắm. Okay, here we go. Xe còn có 25% xăng nữa đâu. Sao cái này nó không có chức năng mà chôm xe hoặc là lấy xăng từ xe khác đó. Có xăng hay không? Mình nghĩ chắc không có. Tới đây luôn. Hy vọng là đủ xăng.
sai rồi, mình quay về kia. Ở đây 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 đây. Ôi chạy làm chi vậy? Quên săn mấy con này lấy đồ. Cái chạy xuống nước nóng lên tin tưởng level 2 rồi mà cái chạy của thằng cấp lên vẫn chưa lên được ạ. Cái xe dưới này có săn không? Nãy rõ ràng nghe tiếng người. Dưới đây là kiếm. Chế được luôn đây. Cái boost stamina này nếu mà gặp đàn hôn đó là rất tiện lợi đi. Nó hồi stamina ngay lập tức. Ở đây có một đống đồ. Nghe tiếng rồi. Tắt đèn. Trong rú có kia. Local, the ambush camp. Xác của tụi người kia quá trời ở đây luôn. Một thằng. À, bẫy gấu. Bả đi, chứ ngồi để dính đòn á. Hồi chạy mà công dính phát tốn lắm. Chạy thì ghê thế. Ồ, nó giết cái tụi kia, nó giết cái tụi Wrecker xong rồi nó đặt một đống bẫy gấu ở đây luôn rồi. Cái này mình cũng có thể set mấy cái bẫy gấu này để cho tụi nó dí theo. Mà mình không có chắc. Không có chắc là trong lúc hỗn loạn là mình dính hay nó dính. Gắn giảm thanh vô. Hết giảm thanh. Vẫn dùng mũi tên này hay hơn. Bóng người đi trên đây nhé. Cái bọn này đó, nó đặt bẫy gấu khắp nơi luôn cơ kìa. I gotta clear the camp. Bunch of murderers and thieves, and I can't let any of them escape. Oh, có bẫy đây nữa. Phát hiện nữa. Phá cái này là một hồi rồi nó phát hiện đấy. Có thằng nào ở đây không? Ôi, hai thằng. Trong đây có tổng cộng 14 thằng nhé. Có mấy bẫy kìa, nó hiện bẫy luôn đấy. Bẫy gấu, chết cha, chính bẫy nó kêu. Có đứa nó thấy, có đứa nó nghe. Nghe tiếng từ nó đâu vậy? À, nó lên. Ừ.
cái bão mình phun cái bơm này đúng không? Something's not right. Something's not right. Something in the back. Never I like this. Gotcha. Ủa, có bắn tỉa. Nó đang bị bọn dơm tấn công nữa, hay lắm. Thôi chết rồi, tụi kia nó nghe tiếng, tụi kia nghe tiếng, tụi dơm nghe tiếng. Ba thằng. Son of a bitch. Cúp xuống. Ô, bắn tỉa, bắn tỉa, bắn tỉa. Ồ, còn cái tầm bắn của nó kìa. Đấy, đúng rồi, tấn công nó đi. Ê trời, cái gì rồi ló đầu lên nè. Bắn tỉa này, bắn tỉa này. Bắn tỉa này xong. Này một thằng, hai thằng. Máu vô. Bắn rác không? Đi bọn bọn rơm mình chạy lên đây nhé. Xong tôi rồi, tôi một đèn luôn. Đúng rồi đi. Xúc nó đi, xúc nó đi. Mời xúc nó đi, xúc nó đi. Có hai con rồi. Yeah, one more go. Oh, bọn kia đang chén nhau. Đúng rồi, chén thịt tụi nó đi. Có kìa, có kìa. Xong hết chưa? Còn một thằng duy nhất sống sót thôi. Ôi ôi, quyên một bầy rơm kìa. Coi kìa, coi kìa. Detect store. Đấy, bu vô các con. Bu vô. Thôi dồn quá, không lắm. Bơm nó đấy. Thôi vẫn còn một con kìa. Rồi sửa rìu. Chết.
đàn luôn. Đúng là điên khiếp luôn. Bây giờ vẫn còn một cái thằng trong cái tổ này. Tao giờ đến lúc đi lút đồ thôi. Mai là biết tận dụng cái bom. Đây là có một đống xác dơm nữa. Đây là có phế liệu nữa, còn một thằng nữa nó trốn đâu ta? Cái thằng cuối cùng nó trốn ở đâu vậy? Bơm vụ đó mình chưa học được cách chế đâu, chắc phải nâng cấp. Gì vậy? Súng nhắm đam thấp hơn cái cây nỏ mình đang xài, có một viên, mang đạn một viên thôi. Ủa, vẫn còn một thằng sống sót, không biết nó trốn đâu. Hay là đi qua bên kia, chắc bên này á, bên này mình chưa đi nè. Nhưng mà bên này đâu có đi qua được. À bên kia kìa, bên kia có hai cái đỏ. What? Men coming! Keep at them! Mày đi rồi, khỏi mất công tao đi tìm. It's clear. Now you know how it feels being on the other end of it. Yeah, yeah. All right, where did you hide your bunker, huh? I know you got one. Bây giờ tới tiết mục đi tìm cái bong ke của tụi này. Cái này mới khó này. Đây nhá. Đây rồi. Trong đây nó sẽ có công thức. Nó sẽ có công thức chế độ đấy. This is Radio Free Oregon. The truth shall set you free. Yeah, Cody, not today. Not in the mood for your truth or bullshit. Không biết xong cái trại này thì nó sẽ cho cái điểm tin tưởng của cái trại nào đây. Hy vọng là nó cho của tụi cấp lên đi. Đây, công thức chế gì đây? What do they got here? A map, yes. Off green nữa. Rất recipe. Bơm khói, đậu xanh. What do we got here? How to craft, okay, yeah, okay. Không cần lắm, hay là ngủ tới sáng ta. Rồi hết rồi, chỉ còn cái tủ đựng súng thôi. Rồi ngủ dắt tới sáng đi thì cho lạnh. I'm just gonna grab some shot eye. Rồi ngủ tới sáng đi cho lạnh. Do it.
xe một cái. Rồi. Nãy mém tí người chết như cái đàn ở đàn này ít á, mấy chục con thôi, chứ đàn cả trăm con là hoàn cục. Nào. Ôi. Xe mình để đâu? Một cái xác gì đây? More bounties. Xác của mấy con gom thôi. Rồi mấy con Wrecker chứ. Rồi quay lại xe, quay lại xe. Ngay lúc xe sắp hết xăng. Hết thể lực. Lên. Rồi đổ xăng vô. Xăng còn đúng 16%, may là cái chạy này nó có đấy nha. Mém tí nữa đẩy bộ rồi. Should be it. Rồi, chụp. Quýt xèo. Rồi, ok, mình sẽ dừng tập này đây luôn. Tập này chúng ta đã làm được khá nhiều thứ rồi. Và cái điều quan trọng nhất là sống sót sau khi hạ được cái trại của tụi này. Và đồng thời bị nguyên một cái đàn mấy chục con gì. Nhưng mà không sao, lợi dụng được cái bơm tạo, cái thiết bị tạo ra tín hiệu đi dụ nó. Rất cảm ơn mọi người đã theo dõi. Hẹn gặp lại mọi người trong tập tiếp theo của Dagon. Nếu thấy hay, nhớ like, share và subscribe giúp mình. Bye-bye.